nó buộc phải thầy kính lễ chư Phật tổ sư, lễ chư tôn đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Xin quý Phật tử hoan hỷ lưu ý là thời gian trước ngày thứ năm là ngày giảng của đại đức Huy Niệm, nhưng mà đại đức Huy Niệm lúc này đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nên đại đức Huy Niệm không có vào giảng và không biết là đại đức Huy Niệm sẽ nghỉ bao lâu. Bởi vì Thượng tọa Tuệ Siêu có cho biết rằng Thượng tọa sẽ điền khuyết ngày thứ năm, nghĩa là bây giờ thì Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ giảng hai ngày, ngày chủ nhật và ngày thứ năm. Do đó quý Phật tử trong ban điều hành hoan hỷ lưu ý cho. Bạch sĩ Tôn Đức và thưa quý đạo hữu, bài kinh ví dụ con rắn là một bài kinh quan trọng. Ở trong đó hầu như là mỗi đoạn đều chứa những câu nói kinh điển, những câu Phật ngôn rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Ngày đầu tiên mà chúng ta học đó, thì nhân một cái sự hiểu biết sai lầm, một sự chấp thủ sai lầm của một vị thầy tên là Arika, và Đức Phật ngài giảng giải về những cái ngộ nhận của chúng sinh trong đời này đối với chánh pháp, đối với bản thân. Và ngày hôm qua chúng ta học về cái nhận định mà gọi là chân chánh theo đạo Phật, theo giáo lý duyên khởi, theo cái nhìn mà không thuộc về biên kiến. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay trong phần cuối cùng đó, thì một lần nữa chúng ta sẽ đi vào những cái điểm mà đặc biệt rất là quan trọng. Thí dụ như một cái nhìn mà người ta thường ngộ nhận hay là xuyên đạt về Đức Phật, mà ngay cả chính những đệ tử Phật, những vị có học có đôi khi cũng đưa ra lời khẳng định là sai, giống tương tự như ngoại đạo, là Đức Phật ngày chủ trương là tu tập rồi đi đến chỗ đoạn diệt, đi đến chỗ tiêu diệt hoàn toàn, đi đến cái chỗ gọi là không còn gì nữa hết. Chúng tôi nhớ rằng có một cái bài viết của Hòa Thượng Trí Quang trong cái quyển gọi là Đọc Pháp Cú Nam Tông, thì Hòa Thượng nói rằng Phật giáo Nam Tông thì Thượng Tọa Bộ là chủ trương đoạn kiến, cái cứu cánh là đoạn kiến là diệt tận tất cả. Và cũng có nhiều người họ nói rằng Đại Thừa thì chấp thật ra Đức Phật ngài không nói là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, và ngài cũng không nói là đằng sau cái sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn thì còn hay là mất, còn là còn cái gì, mất là mất cái gì. Mà Đức Phật ngài chỉ nói rằng ngài dạy sự khổ là cái vấn đề hiện tại mình đang đối diện, và chỉ với khổ giống như thầy thuốc đó, chỉ nói rằng chuyện là mình có bệnh và trị bệnh, chứ ngài không nói là hết bệnh rồi mình sẽ ra sao, chuyện ngài không nói đấy. Đây là một điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Và Đức Phật thì nói rằng nhiều người ngay cả ngoại đạo xuyên đạt Như Lai, và tiếc là hôm nay chúng ta cũng có nhiều người xuyên đạt Đức Phật như vậy. Và thưa quý vị, Đức Phật ngài cũng nói đến một chuyện khác là chúng ta rất là sợ hãi khi mà chúng ta nói về giáo lý vô ngã. Bởi vì khi mà những thứ như sắc thọ tưởng hành thức không còn là của mình nữa thì mình là gì? Thì Đức Phật ngài có ví dụ, đưa ra một ví dụ. Và ví dụ cho thấy rằng điểm quan trọng là tháo gỡ được sự chấp thủ, chứ không phải điểm quan trọng là mình còn cái gì hay không còn cái gì. Và ngài khẳng định rằng những ai mà tháo gỡ được chấp thủ đó, đó thì bớt khổ. Và thứ gì phần thứ ba, Đức Phật nói về chánh pháp được khéo thuyết. Bởi vì muốn học Phật pháp, muốn hiểu Phật pháp, muốn áp dụng Phật pháp thì chúng ta phải tháo gỡ đi cái nhìn cố hữu cuộc sống. Và cái nhìn cố hữu đó, đó nó không đơn giản. Bởi Phật ngài đã khéo thuyết pháp nên có những chúng sanh
ta tháo gỡ những kiến chấp bằng từ nhiều các khoảnh khắc nhau. Và do vậy đoạn cuối bài kinh này cũng rất hết sức là quan trọng để chúng ta tìm hiểu như là phần 1 và phần 2. Bây giờ mời quý Phật tử quan cho chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh thừa về siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bố Tha, dạ chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay. Thưa hôm nay chúng ta sẽ học bài Trung Bộ Kinh. Mahima Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu diễn, Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 22, Kinh Ví Dụ Về Con Rắn. Hai bà tám thế nào là nhận định sai lầm nghiêm trọng về Như Lai và lời dạy của Ngài được đề cập trong bài kinh này. Đức Phật dạy về khổ của năm uẩn, của trầm luân sanh tử. Ngài cũng dạy con đường giải thoát là chấm dứt trầm luân sanh tử. Chính điểm này mà ngoại đạo và ngay cả một lý giải của một số Phật tử thì Đức Phật dạy con đường dẫn đến chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt sự, tiêu diệt các hữu tình. Nói cách khác là sau khi thành tựu quả vị hoàn toàn và giải thoát thì không còn gì nữa. Thưa quý đạo tràng có mặt ở trong room, thưa quý, trong khi mà Phong Lam phát cái bài chánh kinh lên trên màn hình, thưa quý vị đừng có đánh lên những lời chào mừng để ai quý chư tăng nữa nha. Sau phần đó thì quý vị hãy viết lên nha, tại vì tôi già cả rồi mà quý vị cứ đánh lên như vậy cái nó làm lộn xộn quá tôi đọc không được. Chư tỳ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta một cách phi chân hồ đồ hư vọng không thực. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt sự, tiêu diệt các hữu hình. Như này các tỳ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, ta không như các sa môn bà la môn ấy là xuyên tạc một cách phi chơn hồ đồ hư vọng không thật. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt sự, tiêu diệt các hữu hình. Đức Phật không dạy khi một chúng sanh chứng đắc niết bàn thì sau đó còn hay không còn, hoặc còn thế nào và không còn thế nào. Về điểm này nên hiểu Đức Phật giảng dạy theo thái độ thực tiễn. Chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Như một thầy thuốc đối với bệnh nhân thì điểm cần nói là cần làm là căn bệnh và cách trị bệnh. Sau khi hết bệnh sẽ thế nào? Không phải là điều cần thiết. Tất cả chúng sanh quan niệm sự hiện hữu luôn luôn ý cứ trên sự hiện hữu của năm uẩn pháp giả hợp vô duyên, không thể đo đạt Như Lai, chỉ chung chư vị A La Hán bằng bằng chiều kích của sắc uẩn. Đức Phật thuyết pháp vì đại bi tâm với cuộc đời chứ không phải vì muốn được sùng kính, cúng dường hay là pháp lập thuyết. Chư tỳ kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng làm cho Như Lai tức giận thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai không có sân hận, không có bất mãn tâm, không phẫn nộ.
Chư tỳ kheo, nếu ở đây những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ sung sướng, tâm không thích thú. Chư tỳ kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Và Đức Thế Tôn luôn khuyên tăng chúng hãy hoằng hóa chánh pháp với thái độ tương tự. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng làm cho các ông tức giận ở đây, các ông chớ có sân hận bất mãn, tâm chớ khỏi phẫn nộ. Do vậy, các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có hoan hỷ sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm. Phải thức rõ điều đó mới thấy được Đức Thế Tôn thuyết pháp không vì sở thích cá nhân hay muốn thu nhập tín đồ, mà Ngài nói chỉ vì đó là sự thật, và sự thật đó mang lại lợi ích cho thế gian. Hiểu như vậy thì sẽ không xuyên tạc Như Lai. 329. Tại sao người tu Phật nên hiểu đừng sợ hãi với sự buông xả, không chấp thủ thất an lạc? Nói đến khổ công làm gì đó, người ta nghĩ đến quả là thành tựu cái gì? Năm uẩn, bởi vì nghĩ rằng dù năm uẩn bất toàn nhưng cũng có cái gì đó để gọi là nếu không có năm uẩn thì sẽ trắng tay. Đức Phật khuyến khích sự can đảm. Do vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ không phải là của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, tưởng không phải của các ông, hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, này các hành không phải của các ông, hãy từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thức không phải là của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong rừng cây cao hoa na này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây nhành lá đốt, hay với chúng tùy theo ý muốn, hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các ông nghĩ chăng người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta, hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn? Bạch Thế Tôn, không. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã, cũng vậy. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ như trên. Chư tỳ kheo, tưởng như trên. Chư tỳ kheo, hành. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông.
330 từ những gì thuyết trong bài kinh này nên hiểu giá trị của chánh pháp thế nào, giá trị quan trọng của chánh pháp là được khéo thuyết. Nhờ khéo thuyết mới giúp chúng sanh tháo gỡ được cách suy nghĩ cố hữu. Chúng sanh thường cố chấp hay cố chấp có hoặc chấp không, chấp thường hoặc chấp đoạn, chấp ngã hoặc chấp pháp, để đoạn bỏ những định kiến đó dễ dàng. Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng dạy để cho thấy còn bám víu bất cứ điều gì với cái nhìn đây là của ta, ái chấp đây là ta, mạn chấp đây là tự ngã của ta, kiến chấp, thì điều còn phiền não còn đau khổ như đoạn cuối của bài kinh. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vậy vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vị pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỳ kheo là bậc a la hán. Các lậu hoặc đã tận, tu hành đã mãn, tu hành thành mãn, việc làm đã làm, gánh nặng đã được đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh tri. Vòng luân chuyển sanh tử của những vị này không thể chỉ bài. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thì những vị ấy thành các vị hóa sanh nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỳ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội được tham sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất Lai, chỉ đến đời này một đời nữa sẽ đoạn diệt khổ đau. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử thì tất cả những vị ấy trở thành bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vị pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả những vị ấy sẽ hướng về chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ khỏi các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vị pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên. Thưa bày chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Văn Điện Tiếng Phật.
Kính chào Thượng tọa Chất Đẳng, tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân. Thân chào quý tu nữ và quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ở phần cuối của bài kinh Ví dụ con rắn. Cho đến đây cũng gọi là bài kinh Ví dụ con rắn là bởi vì bài kinh này được lấy cái ví dụ đầu tiên để đặt tên cho bài kinh. Mặc dù những đoạn sau đó là Đức Phật là nói về cái hướng khác, kính thưa quý vị, trong các bài kinh Trung Bộ cũng như trong Trường Bộ có những pháp môn chúng ta nghe qua rất là dễ nhận thức, chúng ta dễ bố cục lại, nhưng cũng có những bài kinh từng giai đoạn mà Đức Phật đã thuyết ở khía cạnh khác khác nhau, chúng ta không có dễ dàng để mà chúng ta nắm bắt được. Tuy nhiên nhờ có những câu hỏi gợi ý và những câu trả lời để trích đoạn cái bài kinh khiến cho chúng ta cũng một phần nào được dễ dàng để hiểu. Trong đoạn cuối của bài kinh này thì chúng ta gồm có bốn phần. Chúng ta gồm có ba phần. Trong phần đầu tức là phần từ câu 328 khi Đức Thế Tôn ngài thuyết nói về một vị tỳ kheo đã giải thoát, không còn có sự tái sanh trong tương lai. Mục tiêu của đời sống phẩm hạnh này là để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài không có nghĩ rằng là sẽ làm cho chúng sanh này mất đi cái ở cuộc sống luân hồi, mà ngài chỉ thuyết pháp để chỉ cho thấy rõ ràng là cái gì là khổ. Chính do sắc thọ tưởng hành thức là khổ, bởi vì sắc thọ tưởng hành thức nó có vô thường khổ, và khi mà Đức Thế Tôn ngài chỉ cho thấy cái khổ của thân ngũ uẩn này, ngài nói lên cái
nguyên nhân làm cho phát sinh cái sự khổ đó, tức là do cái sự tham ái và sự chấp thủ. Sự chấp thủ ở đây là chấp thủ về bản ngã. Và khi mà bỏ được cái sự chấp thủ đó, bỏ được cái sự ái tham, cái sự tham cầu đó, thì tự nhiên là không có cái sự tái sanh. Ví như những cây dây leo nó bò lên trên thân cây, nó siết chặt cái thân cây, nó làm cho cái cây đó nó eo uột và có thể là bị chết đi. Và muốn không có, không còn cái sự hiện hữu của những cái sợi dây leo này nữa, thì phải cắt đứt gốc rễ của nó. Khi cắt đứt gốc rễ của nó thì không còn cái gì để tiếp tục nuôi dưỡng cho phát triển. Thì cái sự dây leo đó nó sẽ héo, nó sẽ tàn, và như vậy giải thoát, cây cối đã được giải thoát khỏi cái sự dây leo. Quẩn này tiếp tục hiện hữu khổ là do nơi những cái phiền não. Đức Phật còn dạy cái phương pháp để diệt trừ những cái phiền não đó, thì sự khổ đó sẽ kết thúc. Và có một số người ngoại đạo, kể cả những người Phật tử hay là những người nằm ở trong các cái hệ Phật giáo, nhưng mà họ đã bị biến chất, thì họ nhìn đạo Phật, họ tuyên bố lung tung, khi mà họ thấy rằng trong cái giáo lý kinh điển Pali, kinh điển Nam truyền mà nói đến vấn đề chấm dứt cái sự tái sanh, chấp vô hay là chấp đoạn. Trong khi đó thì những người được mệnh danh theo Phật giáo, nhưng mà họ theo cái chủ nghĩa đa thần, họ thờ nhiều như vậy đó, và mong muốn được dẫn dắt sau khi chết để được sanh về những cảnh giới bất tử, thì họ được xem là một Phật giáo có cái chủ trương là chấp hữu. Ở đây chúng ta cần phải hiểu cái quan điểm chấp phu chấp hữu đó đều cho
đệ tử cái pháp môn tu hành từ phiền não, bởi vì phiền não nhân tố đem đến sự khổ đau trong sống cái mọi khổ. Khi tái sanh kết quả đương nhiên, cái kết quả đương nhiên giống như là một cái ngọn đèn hay một đốt lửa hay một lò lửa, khi ngọn đèn nó hết dầu thì tự nhiên nó tắt. Một cái lò đốt lửa khi mà rút củi ra thì lửa nó mất, lửa nó tắt. Thì không cần phải hiểu là lửa tắt nó đi về đâu, còn hay là không còn, chúng ta đi tìm hiểu những cái đó là những tìm hiểu một cách vô ích. Cái đó không đáng, không cần phải tìm hiểu. Khi mà chấm dứt cái sự khổ, chấm dứt cái sự tái sanh, chúng ta khổ cần phải hoang mang thắc mắc, không còn cái sự tái sanh nữa, thì như vậy mình sẽ phải như thế nào? Ta sẽ phải như thế nào? Còn cái ta sẽ phải như thế nào đó? Cho nên chúng ta còn cái sự khổ đau dài dài. Cho nên cái điều này chúng ta không cần. Mà cho dù người ta có xuyên tạc đi nữa, có nói ra nó vào, thì cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Chúng ta phải học theo cách của Đức Phật, là Ngài trình bày và thuyết giảng về giáo pháp, là cái phận sự cần phải làm, chứ không phải là chỉ để, không phải nhằm cái mục đích là để thuyết phục người khác theo về với Ngài, hay là để lập phái lập thuyết để chúng sanh lễ bái cúng dường. Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời không phải nhằm cái mục đích đó. Cho nên những ai thật sự hướng đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi đó, thì cứ hành theo pháp Đức Phật, vậy là đủ rồi. Và cái chuyện mà chúng ta thực hành đúng như vậy mà đoạn trừ phiền não đó, thì tự khắc tất cả những khổ đau của cuộc luân hồi thì nó kết thúc như vậy thôi. Và cũng giống như là một bác sĩ và một thầy thuốc mà trị bệnh cho bệnh nhân đó, chỉ cần biết ông thầy thuốc đó, ông chỉ cần biết rằng cái những người này họ bị bệnh như vậy, họ bị đau đầu như vậy, đau bụng như vậy, họ bị chóng mặt như vậy, bây giờ do cái nguyên nhân gì, và chế ngự được cái nguyên nhân đó, cho uống cái thuốc để giải tỏa cái sự bế tắc huyết vân vân, thì hết bệnh. Phận sự của thầy thuốc là chỉ nghĩ làm sao bệnh nhân này đang cảm thọ khổ, phải bào chế cái thuốc như thế nào cho uống để chấm dứt cái sự khổ đó thôi, để hết cái sự khổ đó. Còn cái chuyện mà sau khi khỏe, những người đó sau khi hết bệnh rồi đó,
như thế nào thì không có cần thầy thuốc, không cần để ý. Đức Phật chỉ làm theo cái phận sự của Ngài là thuyết pháp cho chúng sanh nghe, bởi vì ở trong số chúng sanh đó có những người có trí tuệ, sau khi hiểu được lời dạy của Đức Phật họ sẽ sống một đời sống phạm hạnh chân chính để tự họ chấm dứt cái sự khổ đau và chỉ vậy thôi. Còn cái chuyện mà người ta khen hay người ta chê thì Đức Phật Ngài không có quan tâm đến, bởi vì Ngài đâu có cần đến cái sự khen sự chê đó, hay là cái lời đáp cung kính đó. Là một đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu Đức Phật ở trên phương diện này một cách rõ ràng xác thực. Có như vậy thì chúng ta mới giữ vững được cái niềm tin nơi Đức Phật, cũng như khi chúng ta nói đến giáo pháp. Giáo pháp này được Đức Thế Tôn khéo thuyết, và vì giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết như vậy là Ngài đã trình bày về cái sự khổ và sự diệt khổ, nên những người có trí tuệ khi mà họ hiểu được theo cái pháp trước cái khổ luân hồi, họ chứng quả từ cho đến cái quả cá nhân mỗi người nghe và hiểu được giáo lý của Đức Phật rồi áp dụng được thực hành. Nếu mà giáo pháp này không được khéo thuyết thì như vậy không có người thực hành và chứng quả như Đức Phật đâu, giải thoát như Đức Phật đâu. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đến với Đạo Phật là một điều rất may cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải thận trọng những cái vấn đề chúng ta hiểu sai về Đức Phật. Hiểu sai về đó là của Đức Phật, mà hiểu sai về giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có những cái chấp thủ nó vô ích, những cái chấp thủ đó rất hiếm, như là chấp thủ bản ngã vân vân. Mà khi đã chấp thủ sai lạc như vậy đó thì có nghĩa là người này không thể thực hành đúng được, bởi vì không thể nào nó có cái sự mâu thuẫn là hiểu sai giáo pháp mà lại thực hành đúng, không thể nó có cái sự kiện đó. Hiểu sai giáo pháp là thực hành sai pháp, mà thực hành sai pháp đó, thì nó không có đưa đến cái kết quả như là Đức Phật đã tuyên. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu. Ở trong cái bài kinh này,
Đức Phật đến việc là sự khổ của con người nó xuất phát từ sự chấp thủ về bản ngã đó. Thì Đức Phật thì dạy rằng hãy cái gì không phải là của ta thì phải bỏ đi. Như vậy thì ngũ uẩn là vô ngã, hay là ngũ uẩn phải bỏ đi. Bởi vì ngũ uẩn còn cái sự hiện khởi tiếp nối, tiếp nối thì còn cái sự khổ đau tiếp nối. Do vậy này các tỳ kheo, cái gì không phải là của các ngươi hãy từ bỏ. Tức là sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, hành không phải là ta, thức không phải là của ta. Vì sắc thọ tưởng thức không là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do vậy nên ở loại bỏ. Mà loại bỏ đi, chúng ta phải biết đúng cái phương pháp để loại bỏ. Loại bỏ sắc thọ tưởng thức không có nghĩa là chúng ta tìm cái chết, bỏ đi cái thân này. Vì khi đó phiền não chưa được đoạn trừ thì chết đi sẽ tái sanh về. Loại bỏ ngũ uẩn theo một phương pháp là chúng ta phải tìm được nhân sanh ra ngũ uẩn. Nguyên nhân nào làm cho ngũ uẩn hiện hữu và tiếp tục hiện hữu thì phải diệt trừ nguyên nhân đó, chính là phiền não và chính là cái sự ngã chấp. Không bị dục thủ, đó hữu thân nghiệp nghiệp hữu đi đến cái chỗ hành động. Và khi mà nghiệp hữu có mặt thì sanh hữu nó sẽ xuất hiện, tức là cái sự tái sanh. Và sanh duyên lão tử, vì có cái sự tái sanh cho nên mới tiếp tục có già, có bệnh, có chết, có cái sự khổ đau do có cái thần ngũ uẩn. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng học cho pháp, chúng ta hiểu đơn giản, nhưng mà chúng ta nắm được lý tu tập đó, thì chúng ta có thể là chúng ta thực hành dễ dàng.
chúng ta lung tung có tìm Đức Phật, một người nghĩ bà con của nạn nhân mới mời ông thầy thuốc đến để trị bệnh, để rút và chữa trị các vấn đề. Mọi người uống như vậy ngăn lại từ đâu? Người bấm đó đó là người nam hay người nữ, cao hay thấp, mập hay ốm, đen hay trắng? Để các tỳ kheo cái suy nghĩ và thắc mắc những cái điều diễn dông như vậy đó, kết quả như thế nào bạch Thế Tôn? Kết quả nó sẽ chết trước khi được thỏa mãn, được câu trả lời thỏa mãn. Cũng vậy, khi mà mình đang bị già, bị bệnh chi phối và sẽ phải chết, thì bây giờ mình phải gấp rút để suy nghĩ và thực hành theo lời dạy của một chánh đẳng giác để chúng ta diệt trừ những cái phiền não. Trên chúng ta cũng có cái thời gian để chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ cái này như thế nào, cái kia như thế nào, diễn dụng. Cho nên những cái câu hỏi mà chúng sinh còn hay không còn sau khi chết, cái thể xác này với cái linh hồn là một hay là hai, nếu là một, một như thế nào, nếu là hai, hai như thế nào, vô vọng. Thì những câu hỏi đại loại như vậy Đức Thế Phật Ngài im lặng không trả lời, bởi vì trả lời nó chúng sinh không hiểu, mà nó càng hiểu sai nữa, hiểu sai chân lý, cho nên chẳng thà không trả lời. Người có trí họ học pháp mà cũng không cần phải tìm hiểu cái đó. Cho nên người trí khi mà học Phật pháp họ không cần phải tìm hiểu chỉ những cái đó, thì chúng ta hãy là những người trí để chúng ta học hiểu cái pháp mà chúng ta thực hành tu tập thôi. Cho nên những cái tuyên bố, những cái lý luận, những cái biện luận Đức Phật này không bao giờ chấp nhận một vị tỳ kheo như vậy. Cái việc nó làm là phải làm sao để chấm dứt cái sự khổ luân hồi này, chỉ có vậy thôi. Cho nên khi người Phật tử chúng ta học giáo pháp, chúng ta phải biết rõ là chúng ta học để nhằm cái mục đích gì, tức là nhằm mục đích để chúng ta chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không phải nhằm cái mục đích để chấm dứt luân hồi đó, mà chúng ta học Phật pháp chỉ nghĩ đến danh và lợi, nghĩ đến khen mình chê người, thì cái phần là ngày quả trách. Rồi Ngài đưa cái ví dụ giống như là cái người mà họ bắt rắn, họ đi gặp cái con rắn hổ,
họ thích con rắn nước nhưng gặp con rắn hổ. Họ không biết cách thì họ lầm tưởng con rắn hổ là con rắn nước, rồi cũng bắt, chưa chi cả không có thận trọng lại chập nhầm cái mình của nó hoặc là cái đuôi của nó. Khi mà con rắn hổ nó bị tấn công thì lúc bây giờ nó sẽ cắn cái vị này quằn quại khổ đau gần như chết hoặc chết. Cũng như người học pháp mà nhằm vào cái mục đích là để được danh lợi vân vân thì như vậy là sai. Còn người học Phật pháp như một người bắt rắn thiện xảo, họ gặp cái rắn, họ dùng cái cây nạn, một cái cây dài mà có cái nạn, khi đó người bắt rắn sẽ nhanh nhẹn để chặn ngay cái đầu của rắn, rồi lần tay theo đó mà bắt được con rắn một cách an toàn, tức là nắm lấy cái cổ của nó. Ở trong bài kinh này, từ cái đoạn đầu với hai cái thí dụ về hay là cái đấy là ví dụ về chiếc bè, rồi cái đó mỗi một phần pháp, mỗi một đoạn pháp gì đều có một cái giá trị có cái ý nghĩa sâu kín. Thì hôm nay chúng ta học cái phần này là chúng ta kết thúc cái bài kinh ví dụ con rắn. Ngày mai chúng ta sẽ học về bài kinh số 23, bài kinh có tựa đề là kinh gò mối, và bài kinh gò mối cũng không phải là dễ để chúng ta nuốt. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những cái bài kinh như vậy đó. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận của Chư Tăng với bài học. Bây giờ xin được cung kính tuyên tội. Kính thưa Thượng tọa Thiền sư, Thượng tọa Thiền sư vừa viết xong, bây giờ thì để Thượng tọa Thiền sư nghỉ trong vài giây lát. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tân đang có ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được dạ. Thượng tọa Pháp Tân, khi mà Thượng tọa đọc bài kinh ví dụ con rắn, bài kinh chúng ta đang học ở tại đây, hôm nay chúng ta học hết, thì Thượng tọa có thấy rằng
ngay cả một người học Phật cũng có thể vướng vấp vào những cái sai lầm. Đáng tiếc trong khi mà chúng ta học Phật pháp phải như vậy không? Xin cái thỉnh ý kiến của thượng tọa học đây. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã hiểu rõ. Cái câu hỏi số 1 là hỏi phải chăng là bài kinh này cho thấy cả người học Phật, cả người Phật tử nếu không cẩn thận thì có rất nhiều giáo Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này đó thì giáo pháp của Đức Phật đó thì chúng ta thấy nó rộng mênh mông và được trình bày về nhiều cái phương diện khác nhau, cũng tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Và cái điều mà Đức Phật dạy đó thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà có những cái mà chúng ta có thể dễ dàng lãnh hội, nhưng mà có những điều đó thì chúng ta không thể nào mà dễ dàng có thể lãnh hội được. Qua cái bài kinh này đó thì bởi vì Đức Phật ngài ví dụ cái người học Phật pháp và hành Phật pháp đó thì giống như cái người mà bắt con rắn vậy. Bởi vì nếu mà không khéo thì con rắn nó sẽ quay lại nó cắn cái người mà bắt nó. Giống như là một người mà học Phật pháp mà mình hiểu một cách sai lệch đó, không đúng với lại cái cốt lõi giá trị được cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật trong một bài kinh gây ra. Và khi mà mình thì rõ ràng là những cái sự sai lầm của mình nó dắt dẫn càng ngày càng xa. Thì chúng ta thấy ở trong Bát Chánh Đạo đó thì trước tiên là được nêu là chánh kiến và chánh tư duy. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì mặc dù là tiến trình tu tập của chúng ta thì có giới, có định và có tuệ, nhưng trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy rằng chánh kiến và chánh tư duy được khởi đầu cho 8 cái chi phần, 7 cái chi phần còn lại. Cho nên là chúng ta thấy rằng một cách không đúng đắn rồi lại dạy của Đức Phật ấy, thì e rằng nó là chúng ta có thể dễ dàng bị lạc lối. Lạc lối đó là ở chỗ là một khi mà mình hiểu sai đó thì hoặc là vô tình hoặc là cố ý, hoặc là vô tình hoặc là cố ý. Cái vô tình thì rõ ràng là cái mà chúng ta cũng có thể gặp, mà cố ý đó thì điều mà chúng ta cũng có thể thấy ở trong đó. Qua cái thời gian Phật giáo được được cho tất cả nhân loại này từ hơn 25 thế kỷ như vậy thì chúng ta thấy rằng nó nhiều cái tư tưởng khác nhau lắm.
Cho nên là chúng tôi có nhớ ở bên Bắc truyền họ có cái câu là mà y theo kinh thì hiểu là một điều đó là mình hiểu nó không đúng, hiểu không đúng, mặc dù là mình y theo kinh mà mình hiểu không đúng trong cái từ, trong cái lời giảng dạy của Đức Phật đã cho đại luật dạy. Và nếu mà mình bỏ kinh ra đó, mình bỏ kinh ra mà nói theo cái ý của mình, nói theo cái quan điểm, cái tư kiến của mình thì lại là đồng với lại cái lời dạy mà dạy. Thì có thể nói rằng là dù gì đi nữa, trong cái lời dạy qua cái điều mà chúng ta học bài kinh hôm nay, nó có một cái người tu học tu tập này lãnh hội cái lời dạy của Đức Phật và thực hành cái lời dạy của Đức Phật phải hết sức là thận trọng. Bởi vì nếu mà mình không thận trọng thì qua một cái mạch sai thì chúng ta sẽ diễn thuyết, chúng ta sẽ hiểu sai, chúng ta sẽ diễn thuyết một cách sai lầm, thì nó lại càng xa với giáo Phật. Giống như bên ngoài người ta gọi là cứ cầm cung tên mà bắn cái mũi tên của mình, mình trịch qua một chút đó, thì nó xa cái mục tiêu lắm, nó xa cái mục tiêu lắm. Trong cái đường tu của một người đó, hành giả tu tập thì dĩ nhiên cái chánh kiến và chánh tư duy nó rất là quan trọng. Cho nên nếu mà mình không có chánh kiến và chánh tư duy thì cái điều mà chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật một cách rất là hời hợt, rất là sai lệch, thì cái đó nó gây nguy hiểm cho chính bản thân của mình. Và nếu như cái điều đó nó có thể làm tác hại cho những cái người sau này. Bởi vì chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật ngày xưa đó, có nhiều khi đó là ngày nay ở trong cái các cái kinh, đặc biệt là kinh Phật giáo phát triển đó, bất phát bất truyền đó, thì chúng ta thấy rằng nhiều cái chủ trương khác nhau về Phật tánh, rồi có một cái gì đó, một cái hằng hữu ở một cái cõi nào đó, cái cõi đó là bất sinh bất diệt, cái điều đó, hay hoặc là có một cái gì đó hằng hữu, cái gọi đó là gọi Phật tánh, gọi đó là chân như, cái gọi đó là cái gì đó, thì chúng ta thấy rằng coi chừng, nếu không khéo thì chúng ta dễ bị lầm lạc ở trong một cái quan niệm mà ở các cái tôn giáo linh tứ ngã, quan niệm về một cái gì đó nó hàng đủ thì nó cũng lại là nguy hiểm. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái cách học Phật và hiểu lời dạy của Đức Phật là một quá trình. Chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là một vấn đề, nhưng mà chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật đó là một vấn đề. Nhưng mà trước tiên đó là chúng ta phải cần phải củng cố và hiểu một lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn, nó tạo nên cái tri kiến của một người tu Phật một cách đúng đắn, nó tương ứng với lại cái chánh kiến và chánh tư duy của mình. Và như vậy thì cái việc hành đạo của mình nó có thể có được cái sự tiến bộ. Nhiều khi chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói rằng cái lời mà không phải của Phật dạy mà mình cho Phật dạy cũng là một cái sự sai lầm lớn. Và lời mà Phật dạy mà mình cho Đức Phật không dạy đó, thì cái đó cũng là một sai lầm lớn. Cho nên là dù gì đi nữa thì với cái sức nghĩ, cái sự hỷ nghĩ, cái sự hiểu biết của một cái người phàm phu thì chúng ta chỉ có căn cứ vào kinh và luật, và đặc biệt là kinh luật, với những cái kinh luật mà mang tính gọi là
nguyên nguyên của nó. Nếu không có những điều đó thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta căn cứ, có cái gì căn cứ vào để chúng ta thực hành. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc học Phật nhiều khi đó là ngày nay đó, người ta lại cho rằng Phật giáo nó có nhiều cái tông phái, có nhiều cái tư tưởng, nhiều cái lập luận khác nhau để làm cho Phật giáo phong phú và đa dạng. Nhưng mà chính vì vậy đó, nó lại là cái sự sai lệch đi cái mục đích chính, cái tôn chỉ chính của Đức Phật qua từng bài kinh, từng đoạn kinh. Cho nên chúng tôi thấy rằng nhiều khi mình có khi thỉnh thoảng làm việc chung với quý thầy bên Bắc truyền đó, thì nhiều khi rồi đây đó mình gặp ở trong đời thường, cũng như là mình thấy những cái bài viết và những cái chủ trương đó, nhiều khi rồi các thầy tự đụng với nhau, tự tự có những cái quan điểm trái chiều nhau, không có đồng nhất với nhau, từ ở cái chỗ là một người đi lệch một hướng rồi cuối cùng không gom lại được một cái gốc rễ nào hết, và cuối cùng là sinh ra những cái sự mâu thuẫn và đụng với nhau về mặt tư tưởng. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng mình được có một cái điều may mắn là mình được giống như gần như là mình uống nước tận nguồn, tức là mình hiểu được lời dạy của Đức Phật qua cái lời dạy nguyên thủy đó mà chúng ta còn giữ được, và do đó thì chúng ta được hiểu đúng hành trì và có cái sự thống nhất với nhau về mặt tư tưởng, về mặt hành trì. Cho nên nó không có cái chuyện mà trái chiều nhau, chống là về mặt tư tưởng, về mặt cái hành trì cũng vậy. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc qua cái bài kinh này đó, thì mình thấy rằng cho đến ngày hôm nay đó, mình còn hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta cố gắng để cẩn thận trong cái tiện tìm học hiểu để hành trì, chứ không có mang tính hời hợt. Rồi nhiều khi rồi mình không có được một cái sự thận trọng thì rốt cuộc mình hiểu theo cái tư tưởng của mình hoặc thiên chấp vào một cái chủ trương nào đó của một ai đó, thì rõ ràng là chúng ta bị sai lệch. Và điều đó là điều mà thấy có cái tầm tác hại trước mắt của chúng ta, là bản chúng ta làm tổn thương, tổn hại cho chúng ta về mặt tư tưởng, về mặt tri kiến. Chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con xin thỉnh Thượng tọa trở lại. Nam mô Bức Thầy. Dạ. Sao tôi cái trình Thượng tọa có từng? Mà Thượng tọa thực chứ, Thượng tọa có còn ở trước mắt và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa thực sự nghe được cái thỉnh Thượng tọa, con nghĩ cho đáp án của trắc nghiệm số 1. Mời quý Phật tử trả lời cho cô trắc nghiệm số 1. Hình ảnh nào sau đây cho thấy cái nhìn ngây ngô của người đặt ra vấn đề? A. Một người bị bệnh nặng, nhưng thầy thuốc được mời đến thì đặt vấn đề là phải nói rõ sau khi hết bệnh thì tôi sẽ ra sao thì mới trị bệnh. B. Một người con ham chơi không chịu học, khi cha mẹ khuyên cố gắng học thì đặt vấn đề là phải nói rõ sau khi học tới nơi tới chốn, không còn dốt nát thì cuộc đời sẽ như thế nào. Dạ, phải nói rõ sau khi mà hết dốt nát mình cuộc đời ra sao thì mới chịu học. Xin lỗi quý vị là chúng tôi post mà quý vị đọc không được cái tiếng không trong hơi dài. Quý vị hiện trời chút xíu cho. C. Một người học Phật mong muốn sau khi mong muốn biết sau khi đoạn tận phiền não chứng đạt giác ngộ giải thoát thì mình sẽ ra thế nào? Dạ, mong muốn biết quý vị. Xin lỗi quý vị. Mà mình biết được như vậy thì mình mới tu. Tức là mình tu rốt cuộc mình phải thành cái gì, ông này bà kia, quả này quả vị này kia. Đây là cả ba trường hợp trên đều là câu hỏi đặt không đúng chỗ.
Mời quý Phật tử trả lời và kính cung trình sư thầy siêu hiện cho đáp án. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính Chư Tăng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị chờ đáp án này. Pháp lữ là D, châu pha 54 là D, từ 13 là câu D, diệu giác 999 là câu D. Phong lan là D. Ở đây thưa quý vị, một người bị bệnh, nhưng khi thầy thuốc được mời đến thì đặt vấn đề phải nói rõ sau khi hết bệnh tôi sẽ ra sao thì mới trị bệnh. Đó là một cái thái độ rất là ngây ngô. Bởi như vậy đó thì anh ta sẽ chết trước khi được trị bệnh. Một người con mà khi được cha mẹ khuyên cố gắng học thì nó đặt cái vấn đề là phải nói rõ sau khi học tới nơi tới chốn, không còn dốt nát thì cuộc đời sẽ như thế nào. Đó cũng là một cách đưa ra vấn đề rất là nghi ngô. Bởi vì những cái chuyện này chưa có làm được mà đi lại hỏi cái kết quả, sau khi làm xong thì đó thật sự là ngây ngô. Cũng như một người đang bị đối lả người ta bảo hãy nấu nồi cơm làm thức ăn để ăn, anh ta không làm như vậy mà anh ta lại hỏi sau khi ăn rồi thì nó sẽ có cái trạng thái như thế nào, vân vân. Đại loại những vấn đề được đưa lên như vậy rất là nghi ngô. Cũng như một người học Phật muốn đoạn tận phiền não, muốn biết sau khi đoạn tận phiền não chứng đạt giải thoát niết bàn mình sẽ như thế nào, thì đó cũng là một cái
cái chuyện gì mà phải muốn biết? Thế tại mình thấy do được cái phiền não ngã chấp, bỏ đi cái ngã chấp đó và đoạn trừ phiền, thì lúc đó biết được sau khi đoạn tận phiền não còn giải thoát, biết bạn thì sẽ như thế nào, đâu có tiền nữa trước gì nữa. Cho nên cả ba cái trường hợp trên đều là câu hỏi đặt không đúng chỗ. Ở đây chúng tôi cũng như là đáp án của câu này là câu D. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Chào thủ cái chuyện thủ tục chiều và thủ tục hấp tinh thủ tục có còn ở trước máy và thủ tục nghe được không? Nếu thủ tục hấp tinh còn trước máy, xin thủ tục trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, thủ tục hấp tinh, chúng ta thường nghe nói rằng giáo lý tứ đế đó là một cái nền tảng của tất cả lời Phật dạy. Ngày hôm nay chúng ta đọc học một bài kinh rất là quan trọng, ở trong đó có gắn rất là nhiều cái trọng điểm của giáo lý Phật pháp, nhưng mà Đức Phật không nhắc đến ví dụ đấy. Nhưng mà Thượng Tọa có thể nêu ra một vài điểm mà qua đó chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của bài kinh vẫn nằm ở trong giáo lý tứ đế không? Ở xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ lên Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng cái điều mà cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó thì mặc dù là khi mà nói rằng trong cái bài kinh này không dạy đến cái giáo lý tứ đế, nhưng mà hiểu rằng là với cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó thì con nghĩ rằng với cái gì mà nó những cái pháp mà nó sinh ra cái sự khổ, bởi vì nhiều khi chúng sinh là bị cái ngã chấp, nhiều khi chúng sinh do cái tập nhiễm của tham ái, cho nên là chúng sinh sẽ bị cái khổ đó, bị cái khổ mà chúng ta phải luân hồi do cái kiến chấp, do cái tham ái ở trong cái đời sống. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái khổ đau đó thì con nghĩ rằng là bởi vì chính cái tham ái đó, chính cái tham ái đó mà người ta phải luân hồi khổ đau ở trong nhiều kiếp khác nhau. Vì vậy cho nên là nhiều khi đó với Đức Phật á, thì Đức Phật dạy cho những cái vị hành giả, hay nói là những cái người đệ tử, hay là những người hữu duyên đối với giáo pháp của Ngài, phải hiểu rõ được cái sự thật từ ở cái nguồn gốc của khổ đau đó, biết rõ được cái nguồn gốc của khổ đau từ ở cái tham ái mà ra, và từ cái kiến chấp, cái ngã chấp, mà từ đó đó thì con người ta phải, chúng sinh phải luân hồi ở nhiều kiếp khác nhau. Cho nên là nói gì đó thì ở trong cái đời sống mà xuất gia đó thì có nghĩa là mình biết chọn cho mình một cái con đường, bởi vì mình nhìn ra thấy rõ đó là cái sự luân hồi là khổ đau. Cho nên để mà tận gốc được cái khổ đau đó, đó
là chỉ có cái là tâm mình phải biết lìa bỏ những cái sự trói buộc của ngã chấp đó. Nha. Tâm mình phải biết trói buộc của ngã chấp. Thì con nghĩ rằng với một cái đời sống tu hành của một cái vị hành giả thì mình phải nương tựa vào bát chánh đạo, thì hay hoặc là mình đến cái trên phương diện là phải có cái chánh kiến, phải nhìn nhận, phải biết rõ về những cái lời dạy của Đức Phật, biết rõ được cái căn nhân của khổ đau, biết được cái sự chấm dứt của khổ đau như thế nào. Thì mình mặc dù là cái biết của mình á, là cái biết của trên phương diện của cái trí tuệ của người phàm phu, nhưng mà nếu một người mà có nỗ lực, có tu tập đó, có nỗ lực, có tu tập, thì con nghĩ rằng cái người đó họ phải hành trì cái con đường mà gọi là bát chánh đạo hay cái con đường đạo đế. Và như vậy đó thì ở đây đó thì mình biết rằng cái sự luân hồi là khổ, vì vậy cho nên muốn để thoát khổ đó thì chỉ có một thực hành cái con đường đạo đế. Đạo đế mà muốn nói ở đây tức là cái con đường mà chư Phật, con đường mà chư vị thánh nhân đã và đang đi ở trên cái con đường đó, hay là nói là bát chánh đạo, để mà mình nhìn nhận thấy rõ được cái khổ quẩn, cái khổ quẩn của năm quẩn này: khổ của sắc, khổ của thọ, khổ của tưởng, khổ của hành, của thức, để tâm mình viễn ly những cái ái tham, những cái ngã chấp, những cái kiến chấp sai lầm mà mình không có nhận ra. Thì một khi mà có nghĩ rằng một người mà hoàn toàn mà ly hết những cái sự ràng buộc, cái ngã chấp, bởi vì dù gì đi nữa thì chính ái tham là tập đế nó làm nên cái khổ cho đời sống này, dù là mình có chấp thường hay chấp đoạn, chấp vô hay chấp hữu, thì cái có và cái không đó thì cũng là cái ngã chấp, cũng là cái chấp hết. Cho nên nếu mà mình còn chấp là còn khổ đau, khổ đau. Và một khi mà lìa cái chấp đó thì cái sự trói buộc của mình nó không có ràng buộc liên quan, không có bị ràng buộc ở trong ái tham liên quan đến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này. Cho nên nói gì nói, trong mỗi cái chúng sinh thì con nghĩ rằng vẫn có một cái ngã chấp, vẫn có cái ngã chấp đó. Và do cái ngã chấp đó cho nên là khiến cho chúng sinh phải khổ đau như vậy. Thì cái việc mà Đức Phật ngài dạy, cái giáo pháp lời dạy mà Đức Phật ngài dạy đó, nhằm để bỏ triệt tiêu cái ngã chấp đó, triệt tiêu cái tham ái đó. Và khi mà triệt tiêu được cái tham ái ngã chấp thì đạt được cái sự an tịnh, cái sự an tịnh, cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì con nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật ngài dạy để rồi qua cái nguyên nhân gây ra khổ đau, qua cái gì mà chúng ta hiện hữu của năm quẩn này, rồi chúng ta tu tập để đoạn trừ cái ngã chấp, đoạn trừ cái ái tham, thì đó chính là sự chấm dứt khổ. Mà mình hiểu đó xuyên qua cái lời dạy của Đức Phật là giáo lý tứ đế. Thì với con thì con nghĩ rằng ở trong một cái mặc dù là với cái bài kinh á, thì mình hiểu đúng với cái lời dạy, cái gì nó tập khởi của nó, hay là cái gì đưa đến sự chấm dứt, sự tập khởi, cái gì tập khởi rồi cái gì chấm dứt của tập khởi, hay là cái gì mà con đường đưa đến chấm dứt của tập khởi, tức là con đường đạo đế để đưa đến cái sự hoàn toàn đoạn trừ những cái sự hiện hữu, đặc biệt là cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đau, cái ái tham và cái ngã chấp. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sa thủ kính chân Thượng Tọa Pháp. Bạch Thượng Tọa, thì xin được thỉnh Thượng Tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Xin lỗi quý vị, đây có trắc nghiệm số 2 và số 3. Và sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ.
Không biết thì tọa thì siêu còn ở trước máy và thì tọa có nghe được không? Nếu thì tọa thì siêu nghe được kính chỉnh thì tọa không thì dạ vâng. Thưa quý vị, có trách nhiệm mà tại sao Đức Phật dạy, Đức Phật dạy rằng chúng tôi xin lỗi quý vị, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Tại sao Đức Phật dạy rằng xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ? Đau khổ là vấn đề cấp thiết cần giải quyết của cuộc sống. Đức Phật không dạy những điều phù phiếm, hay là Ngài không có chức lý dùng dạy, mà đơn thuần Ngài dạy về đau khổ, bởi vì đau khổ là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Giống như người bệnh thì cần chữa bệnh thôi. B là thấu triệt đau khổ là điều kiện thắp sáng tuệ giác. Cái đau khổ mà nếu mình khóc mình than đó là đau khổ bình thường, nhưng mà đau khổ mà thắp sáng tuệ giác gọi là khổ diệu đế. Đó là một chân lý ví dụ. C là đau khổ và thoát khổ nằm trong khả năng lãnh hội chân thực của chúng sanh nếu được khéo thuyết. Đức Phật Ngài không nói điều quyền hoặc, nói điều xa vời. Điều Ngài nói đó, rất là thực tế, thực tiễn. Và nếu chúng ta chịu khó thấy thì chúng ta có thể lãnh hội, có thể nhận thức được. Đau khổ là một đề tài như vậy. Đây là cả ba câu trả lời đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thưa hợp thầy Siêu Hoa Kỷ cho đáp án. Kính bạch chư tùng đức, kính thưa quý Phật tử. Câu mà Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh này, xưa và nay Như Lai chỉ dạy vì sự khổ và sự diệt khổ, thì ở đây có ba cái câu trả lời đưa ra. Tại sao vậy? Thì câu A nói rằng đau khổ là vấn đề cấp thiết cần sẽ phải giải quyết của cuộc sống. Chính vì cái điều này Như Lai chỉ dạy về cái sự khổ và sự diệt khổ thôi. Bởi vì nếu ở trong cuộc đời này, nếu cuộc sống này mà không có sự đau khổ và chúng sanh không có tầm cầu cái sự diệt khổ, thì Đức Như Lai không có xuất hiện ở đời. B, thấu triệt đau khổ là điều kiện thắp sáng tuệ giác. Bây giờ chúng sanh ở trong cuộc đời này, vì khổ, nó biết khổ, nhưng mà khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Nó biết khóc than, đấm ngực, rơi vào bất. Nhưng mà không biết làm gì hơn. Thì bây giờ Phật là thuyết pháp nói về Ngài chỉ dạy về cái sự khổ và sự diệt khổ. Những chúng sanh hữu trí ít phiền não, họ sẽ thấu triệt cái sự đau khổ. Và khi thấu triệt cái sự đau khổ thì đây là cái điều kiện thắp sáng
cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên vấn đề này chúng ta thấy cũng là cái lý do tại sao mà Đức Phật Ngài tuyên bố Ngài chỉ dạy về sự khổ và sự giác khổ. Và câu C khi nói rằng đau khổ và thoát khổ, nó nằm trong khả năng lãnh hội chân thật của chúng sanh nếu được khéo thuyết. Quả thật như vậy. Bằng nhiều cách Đức Thế Tôn Ngài đã nói đến, Ngài đưa lên cái thí dụ về hình ảnh của một cái chúng sanh, một người mà bị cái mũi tên, cái điều cấp thiết cần phải làm là phải làm sao để rút cái mũi tên đó ra và băng bó vết thương để không còn cái cảm thọ khổ. Cái đó là cấp thiết, chứ không phải là cái chuyện mà tìm hiểu cái triết lý bâng quơ. Bởi vậy Đức Thế mới chỉ tuyên bố về sự khổ và sự diệt khổ thôi. Đây là cách thiết thực và nó nằm khả năng lãnh hội của chúng sinh. Từ người già cho đến người trẻ, thậm chí là những người còn quá trẻ, nhưng mà nếu như họ thuyết thì họ vẫn nhận ra được sự đau khổ và sự khổ. Cho nên ở đây cũng câu C cũng là cái lý do, cũng là cái cách để trả lời tại sao mà Đức Phật Ngài dạy xưa và nay Ngài chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ thôi. Và do vậy trong cái câu trắc nghiệm ba này, các Phật tử chúng ta cho pha 54 trả lời D là mà D Pháp Lữ cũng trả lời là D, Diệu Giác là D, D. Và khi trình bày xong thì cũng án câu trắc nghiệm sai này là đề cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ xin được cung kính thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Sao không kính chương thượng tọa Tiểu Siêu? Bạch thượng tọa Tiểu Siêu lẽ ra để thượng tọa đi nghỉ, nhưng thượng tọa có chiếc máy, thượng tọa quan hỷ giảng thêm một câu nữa thôi, rồi sau đó tính thượng tọa đi nghỉ. Còn lại thì sư đệ và thượng tọa pháp tân sẽ hoàn tất cái buổi học ngày hôm nay. Bạch thượng tọa Tiểu Siêu ở trong sứ giải thì nói rằng ba cái quan niệm đó là đây là của ta, đây là ta, đây tự ngã của ta đó. Thì đây là của ta đó, nó thuộc về ái chấp, mà đây là ta đó, thuộc về mạng chấp, và đây tự là ngã của ta, nó thuộc về kiến chấp. Thì nếu mà mình nói theo vi diệu pháp đó, thì dù là ái, dù là mạng, dù là kiến đó, thì nó đều nằm ở trong cái tâm tham hết. Nhưng mà tại sao không nói cái gì tới trong sân tâm si, mà chỉ nói đến ba cái chấp thủ mà căn để thuộc về tâm tham hết? Thường đọc có thể có ý kiến nào về điểm này không, kính thỉnh thường đọc. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ái mạng kiến
gọi là bóc ba cái hệ lụy mà trước đây chúng ta thường được nghe nói rằng hí luận. Cái chữ papancha không phải là hí luận. Nếu mà chúng ta dịch là hí luận theo cái chữ từ điển Hán đó, thì chúng ta sẽ gặp phải cái khó hiểu là chữ hí luận có nghĩa là cái lý luận vô ích thôi, cái nói chuyện vô ích thôi, và hí luận. Còn ở đây đó, khi mà nói đến ái mạng tà kiến thì đó là cái pháp hệ lụy. Mà tại sao ở đây đó thì giải thích ba cái câu cái này là ta mama cái đó là một người mà họ quẩn chấp cái sự tham luyến, cái đó chúng ta sẽ rất dễ hiểu. Bởi vì không ai, người ta thường nói là không ai tự nhận là cha con cướp, không ai chịu cha cướp, không ai chịu tự nhận là cha của thằng ăn cướp. Nếu mà cái gì hài lòng không có vừa ý thì á là của ta.
Bà Thư Tọa Thực Siêu ở trong rung không còn nghe được nữa, kính thỉnh Thư Tọa hoan hỷ giúp trở lại. Xin Thư Tọa hãy cầm mic lại. Quý Phật tử qua khi kiên nhẫn chờ đợi, Thư Tọa Thực Siêu đã trở lại. Ở trong giây lát khi Thư Tọa trở lại thì chúng ta sẽ xin Thư Tọa cầm mic, tôi đang gặp trở ngại được truyền. Dạ, không thấy Thư Tọa Thực Siêu. Dạ, và quý vị có thể chờ một chút xíu nha. Thư Tọa Thực Siêu sẽ trở lại trong giây lát. Điều truyền của Thư Tọa đang gặp trở ngại. Dạ, kính thỉnh Thư Tọa Thực Siêu cầm mic. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Không biết hai ba ngày nay, kể từ khi chúng tôi đi ví điện về tới giờ, cái đường truyền nó sao nó trục trặc quá nhỉ. Ngày nào vừa rung cũng bị trục trặc. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề này. Thì ở đây khi mà nói đến ba câu Sohang Asmi Esoatati Etamama, cái này là của tôi, cái này là của ta. Thì
Trong chú giải nói là cái đó thuộc về ái chấp, là bởi vì có cái sự tham tham mắc về năm uẩn nên mới cho rằng cái này là của ta sở hữu. Còn khi mà nói rằng ê sô hăng át suý ta là, thì cái này nó thuộc về mạng mạng chấp, bởi vì có cái sự bỉ thử ta là như thế này, ta là thế kia, sắc uẩn là ta, thọ uẩn là ta. Cái chữ là đó tức là luôn, nên cái đó gọi là mạng chấp. Còn cái này là tự ngã của ta, cái này là sai, cái kiến chấp, một cái tà kiến sai lầm. Bởi vì đã nói của ta rồi đó, mê e so ata, mê e so ata, mà còn xem trong ta có cái tự ngã, có cái atta trong đó, thì như vậy có rất là sai lầm. Vì vậy cho nên nó thuộc về tà kiến. Thì ở trong câu hữu với tham, với mạng và tà kiến thì đương nhiên là có si trong đó rồi. Dĩ nhiên cái đó là có si, bởi vì nếu nói theo thì khắp tâm bất thiện, mà si thì nó đồng sanh với 26 cái tâm sở, đồng sanh trong cái tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở phối hợp, nhưng mà si thì gọi là nó tương ứng với 26 tâm sở khác, bởi vì nó về bất thiện mỹ hành cho nên có si chứ. Nhưng mà cái này không nói về sân, là bởi vì cái đặc tính của sân tức là quỷ diệt đối tượng. Còn ở đây trong ba câu e tam mama e so hang asmi me so ata, cả ba câu đó đều có cái sự bám víu, bám víu ở khía cạnh này, bám víu ở khía cạnh khác. Mà cái trạng thái bám víu cảnh thì là cái đặc tính của tham mạng và tà kiến. Tham mạng và tà kiến nó thuộc về tham phần. Chính vì chỗ đó ở trong chú giải khi mà nói đến ba câu này nè, thì nó liên quan cái chi pháp của nó là
ái mạng kiến, mà không có nói đến sân là như vậy. Còn si có nói, nhưng mà si phải hiểu ngầm là nó câu hữu, nó tương ưng với tham si, với tham tà kiến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng tọa Giáo đẳng Huệ Nam Mô Bổn Thầy nha. Sao cũng cứ chừng thượng tọa thiệt siêu. Bây giờ để thỉnh thượng tọa thiệt siêu đi nghỉ. Nãy giờ nghe thượng tọa rất là rõ. Hy vọng vài bữa nữa đi truyền thượng tọa sẽ tốt lại. Mà thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân đang ở trước máy và nghe được tính thỉnh thượng tọa khoan hỉ, trả lời cho đáp án câu trắc nghiệm sau cùng, rồi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Dạ, mời quý sư tử trả lời cho câu trắc nghiệm sau cùng. Câu trắc nghiệm số 3. Câu nào sau đây xin quý vị xin lỗi chúng tôi hồi nãy cộng dân đã hơi lộn, quý vị chờ chút xíu nha. Hơi sai thưa quý vị. Câu nào sau đây nói về Phật Pháp, bỏ chữ gần cho ra. Dạ. Đừng nói gần nhất với người Phật tử hiểu đạo. Nhưng khi chúng ta hiểu đạo thì câu nào sau đây là gần nhất? A. Phật Pháp là một hệ thống tín ngưỡng cho người muốn tạo phước đức. Khi mà nói tới tín ngưỡng thì nói vun công bồi đức, thì Phật Pháp là một hệ thống tín ngưỡng cho những người muốn vun công bồi đức. B là Phật Pháp là hệ thống triết học với những tư tưởng cao siêu. Ở trong Phật Pháp có cho chúng ta những khái niệm mà rất là siêu việt về tư tưởng và ngôn ngữ học thuật. C là Phật Pháp là lời dạy của Đức Phật để giác ngộ và giải thoát khổ đau. D là Phật Pháp là khoa tâm lý học với màu sắc thần học. Mời quý sư tử trả lời và kính thỉnh sư tổ Hợp Tân hoàn thiện cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính chào đại chúng trong room. Bây giờ thì chúng ta có cái câu trắc nghiệm số 3 là câu nào sau đây nói về Phật Pháp tương đối gần nhất với người Phật tử hiểu đạo. A là Phật Pháp là hệ thống tín ngưỡng cho người muốn tạo phước đức. B là Phật Pháp là hệ thống triết học với những tư tưởng cao siêu. C là Phật Pháp là lời dạy của Đức Phật để giác ngộ và giải thoát khổ đau. D là Phật Pháp là khoa tâm lý học với nhiều màu sắc thần học. Thì chúng ta thấy rằng nói là để cho gọi là Phật Pháp mà tương đối gần gũi với những người Phật tử hiểu đạo đó, thì A đó là Phật Pháp là hệ thống tín ngưỡng cho người muốn tạo phước đức. Thì cái điều này đó thì chúng ta thấy Đức Phật cũng có dạy cho chúng ta về cái cách để tu tập, cái cách để tạo cái phước của chúng ta, phước vật, phước đức, phước trí. Nói chung là mình biết cái cách tạo phước, có cái cách để tạo phước. Bởi vì phước dù là phước gì đi nữa thì hả là cái phước mà nó còn duyên cho hữu lậu, tức là còn sinh tử luân hồi thì còn khổ đau. Thì chúng ta thấy phước, nếu mà nói rằng cái phước đức á, thì còn cả cái việc mà mình tu tập. Nhưng mà nếu mà là còn ở trong cái sự tương đối đó thì phước nó vẫn là đưa một cái quả, đưa đến một cái quả. Cái quả đó là cái quả an lạc mà chúng ta biết. Phật Pháp thì không phải là hoàn toàn là như những mà Đức Phật dạy cho những cái điều mà để cho chúng ta tạo cái phước đức không. Mà còn lại còn nhiều điều khác nữa. Nhiều điều khác nữa. B đó là Phật Pháp là hệ thống triết học với những tư tưởng cao siêu. Nhiều khi đó thì mình đi ra ngoài, mình đi đây đó thì có thể nhìn ở góc độ nào gọi là triết học của Phật giáo. Chúng ta thấy rằng triết thì là biện luận nhiều thứ,
và nhiều cách khác nhau và cái lập luận khác nhau và đưa đến cái kết quả khác nhau. Thì triết là một trong những cái gì đó mà người ta hiểu theo nhiều cái bộ môn triết khác nhau. Thì nếu mà nói là triết cao siêu ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì tư tưởng thì không hẳn là như vậy. Bởi vì Đức Phật á, thì dạy cho những cái gì mà nó thật nhất, tức là để cho chúng ta hiểu, để hành trì, chứ không phải là chỉ để biện luận, để đưa ra một cái gì đó hết sức là siêu hình, hết sức là cao siêu, để rồi khó ai hiểu được gọi là cao siêu. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật Pháp nó cũng chưa hẳn là không phải để nói đến là một cái gì đó nó cao siêu. Để thường thường nói đến cái triết học, như là triết học của Phật giáo Đại Thừa đó, thì người ta là đưa ra những cái điều mà rất là giống như không có khả thi cho cái đời sống. À, điều đó thì nó cũng chưa có xác thực cho một cái đời sống tu tập của một cái người Phật tử. C đó là Phật Pháp là lời dạy của Đức Phật để giác ngộ, và giải thoát khổ đau. Thì mình nhìn lại đó thì những cái lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển đó là để cho chúng ta hành trì. Mà cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó là những cái gì mà Ngài giác ngộ, Ngài đã trải nghiệm qua những điều đó, những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Bởi vì chính Ngài cũng đã giác ngộ những điều đó và trải nghiệm thực hành những điều đó, chứng ngộ những điều đó. Cho nên Đức Phật Ngài dạy lại là để cho những cái người đệ tử của Ngài tu tập. Mục đích cuối cùng nó là đạt được cái sự giải thoát khỏi khổ đau. Đó là lời dạy tôn chỉ của Đức Phật. Mà lời dạy này đó, nó không phải mang tính mà nó siêu nhiên, như một cái gì đó mà mang tính lý luận, mà là ở trong cái đời sống hết sức là thực nghiệm, bằng chính Đức Phật đã trải qua. Và Ngài dạy những điều đó để cho mình tự trải nghiệm, thực trực nghiệm những điều đó, để mình đạt được cái chúng sinh, đạt được cái sự giải thoát, chấm dứt cái sự khổ đau. Đó là điều mà chúng ta thấy. Còn Phật Pháp D là Phật Pháp là pha tâm lý học với màu sắc thần học. Thì cái điều này nó cũng không hẳn là như vậy. Bởi vì nếu mà nói là nói tâm không thì không hẳn. Mà Phật Pháp thì Đức Phật dạy nhiều cái khía cạnh, trong đó có sắc, có tâm lý, có danh quẩn, có sắc quẩn, có các cái pháp hiện khởi, có những về thế giới, về tâm lý, về sắc pháp, về sắc thọ tưởng hành thức, nhiều thứ Đức Phật Ngài dạy ở trong đó, chứ không phải là chỉ liên quan đến cái tâm lý không. Mà nếu mà mình nói là mang cái sách thần học á, thì có gì mang cái ý nghĩa trong cái sự thần khải, mặc khải của một đấng sáng tạo. Trong khi Phật á, thì dạy cho những cái gì mà nó đang rõ nhất đối với thân và tâm của chúng ta, hay là danh và sắc này, chứ cũng không phải một cái gì đó mà biện luận ở trong cái thân và tâm, thân không, không phải ở trong cái tâm này không. Mà là bao gồm cả cái thế giới hữu hình, vô hình liên quan đến vậy. Tất cả các cái pháp hữu vi và vô vi này, thì Đức Phật Ngài trình bày hết những điều đó. Thì chúng ta thấy rằng cái câu A, cái câu B và câu D đó, thì thấy rằng mang cái tính chung chung, không hẳn là như vậy hoàn toàn. Chúng ta thấy rằng cái câu C đó thì nó hợp lý nhất, bởi vì lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta tu tập ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Và những gì Đức Phật dạy là Như Lai xuất hiện ở đời đấy, chỉ dạy hai điều là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Sự chấm dứt khổ có nghĩa là Đức Phật Ngài nêu lời cái bản chất thật của nó là như vậy, và sự chấm dứt khổ đó là một con đường
có một con đường để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ đó, là như vậy. Thì chúng tôi có cái ý để chia sẻ, và chúc tử thấy Phong Lan cũng trả lời C, Pháp Lữ trả lời C, Từ Bi trả lời C, Vô Minh trả lời D, rồi Diệu Giác trả lời C, Giác Minh trả lời C, Thanh Tịnh trả lời C. Dạ, thì chúc quý vị Phật tử bây giờ có thỉnh thượng tọa trả lời. Cái chuyện từ tòa pháp tân đã bác từ tòa pháp tân cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của chương Phật pháp Bồ Tát Tham Ma. Kính xin chư vị giảng sư đã hợp đồng để thuyết giảng đơn lời quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thuộc lành thai. Con thay mặt đại chúng trong room, thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thinh thịnh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ấu Sướng Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức để làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.